đa phần khi mà dùng robot ấy thì mình cứ thế mình dùng, dùng đến khi mà nó báo lỗi thì thôi, mà rất ít người quan tâm đến việc vệ sinh này, rồi thay những cái phụ kiện này, chỉ chờ nó bị hỏng thì bắt đầu mới mang đi sửa. Thì đây mình sẽ nhìn thấy nhé. Thứ nhất là không thay thì những cái bộ phận này nó sẽ không thể làm sạch được. Cái chổi này nó không thể đưa bụi vào trong, cái chổi chính thì nó không quay được, bẩn thì nó đặc két ở đây, xong máy nó bắt đầu nó sẽ bị xuống cấp và lỗi. Thì ở bên trong nó sẽ bị tích bụi. Này, mình mở ra cho các bạn xem nhé. Ôi giời, nhìn chưa? Đấy, như thế này thì không một cái máy nào nó có thể chịu được. Đó, thì nó sẽ gây cho con máy này ở bên trong sẽ bị chập cháy. Mình rút cái cáp này ra cho các bạn xem ngưỡng tiếp. Đây, cái mức độ bẩn kinh khủng. Đó, thì thực ra nếu mà mình dùng đúng cách nhé, thì chắc chắn nó cũng sẽ không gặp vấn đề như này đâu. Tại vì khi mà mình đã vệ sinh thường xuyên rồi, nó đã đảm bảo được cái việc thoát khí đều ấy, thì nó không bị... Đây, tấm lọc HEPA thì không thay, mà chắc là cứ đem ra rửa, rửa đến mức mà nó xoăn hết lại vào, thì bụi nó hút vào xong nó lại cho thẳng hết tất cả ra. Thì đây, nó cho ra không được thì nó sẽ tắc hết ở đây. Đấy, nhìn nó rất là kinh khủng. Cho nên là khi mà mình dùng robot thì mình nên trang bị ít nhất là cái kiến thức cơ bản về việc dùng, là phải biết cách vận hành nó và vệ sinh nó. Cộng với thứ hai nữa là cái đồ tiêu hao ấy, nó giống như là đi xe máy thì mình phải đổ xăng rồi thay dầu nhất ấy. Thì tất cả những cái đồ tiêu hao này mình phải thay. Nếu mà mình không thay thì những cái máy này, thứ nhất là nó sẽ làm cho động cơ bị tiêu hao công suất lớn hơn, dẫn đến là pin sẽ bị nóng lên, bo mạch cũng nóng lên. Và đây cái quả pin của khách này chết, quả pin này đai rồi, còn đây là đang thay một quả pin khác vào. Nó chưa kể nó sẽ chập cháy hết ở bên trong này. Chập cháy này thì cũng có mà thợ rời cũng không sửa được, bởi vì thực ra là nếu mà sửa thì nó sẽ chạy được, cứ sửa đi sửa lại suốt. Đấy, kinh khủng chưa? Quá kinh khủng. Còn có kinh khủng nào hơn kinh khủng này? Đây thì thì ví dụ như ca bệnh này cũng hỏng nhé. Nên cái bụi nó đóng tạng ở đây như thế này, làm sao máy nó không chết được, đúng không? May mà gặp bác sĩ sớm. Kinh khủng. Nhưng mà con này trông kinh quá nhỉ.